bị sao vậy? What happened? Thì tôi đi lên nhà. Yeah, okay. Sẽ nhận lại được những gì ạ? Đây là tất cả những gì sau khi chúng mày hoàn thành nhiệm vụ. Nice. Đó. Okay, sir, let's go. Quả này mày chạy đồng trời. Đây, mình đến đây còn nhìn thấy nhá. Điều đúng là Lassie, người yêu cũ bị tư rồi. Yeah. Bắt nó về chứ còn làm theo nữa. Nó chỉ là một đứa con gái thôi mà. Alright. Okay, let's go. Kia có phải Lassie không? Uh-oh. Lassie đang bị ai bắt thế kia? Mình phải theo dõi xem. Lassie đã bị bắt vào trong nhà rồi. Một mình không thể là giúp được. Phải làm sao bây giờ? Thưa đại ca, em đã vừa được Lassie. Mày còn nhớ tao không? Sao mày đối xử với tao như thế? Mày xứng đáng được nhận những cái điều này. Thank you.